bóng đá Bình Phước đang có những sự thay đổi rất đáng chờ đợi ở mùa giải 2023-2024. Một trong số đó đến từ sân nhà của câu lạc bộ này. Sân vận động Bình Phước đang có những thay đổi theo hướng chuyên nghiệp. Đầu tiên là việc sơn lại khán đài B và lắp đặt thêm nhiều banner quảng cáo trên các khán đài. Bình Phước là sân vận động chỉ có 2 khán đài và hiện đang bị khuyết khán đài C và D. Để che đi khuyết điểm này, trường tư Bình Phước đã cho lắp đặt các banner mới, giống như nhiều sân bóng tại Thái Lan. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng thực sự mang lại giá trị rất lớn cho câu lạc bộ trường tư Bình Phước. Thay vì để trống, việc bổ sung các banner này vừa làm hình ảnh sân vận động thêm hiện đại và chuyên nghiệp, nó còn có thể giúp nâng cao nhận diện cho các nhà tài trợ.